biển để kêu nước lớn. Sớm hôm chàng ngại gian khó, gian nan mẹ như cánh cò, dài dài trên lúa xanh, mồ hôi cùng bao gió sương, một đời gian đôi cánh, táo tận cho lúa thơm, con thơ cười vui khôn khến. Một tràng hô tay thật lớn cho hai bạn nhỏ. Chúc mừng tụi con. Đầu tiên là có ba sự lựa chọn. Giới thiệu tí xíu cho các cô chú phía dưới biết tụi con là ai nha. Dạ con xin kính chào quý vị huấn luyện viên. Con tên là Nguyễn Thị Ngọc Thảo, năm nay con 12 tuổi. Con đến từ Tây Ninh. Dạ con xin chào huấn luyện viên và khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Hương, con năm nay 12 tuổi, con đến từ Vĩnh Phúc. Trời ơi, hát nhạc dân ca miền Nam quá là ngọt ngào như vậy luôn. Tụi con thích chương trình, tụi con đăng ký tham gia hay sao? Dạ con thích chương trình. Tại vì con đam mê ca hát. Con đam mê ca hát. Vậy thì chú Minh Sự hỏi là ngoài cái dòng nhạc dân ca miền Nam ra, con có còn biết hát thêm một phong cách nhạc nào khác nữa không? Con hay hát nhiều bolero miền Nam. Nếu mà tụi con về đội của chú thì chú, cái kho bài bolero của chú rất là nhiều. Chú sẽ lựa cho tụi con những cái bài phù hợp với lứa tuổi hơn. Các con có nghe chú Thanh Duy hát bolero chưa? Chú Thanh Duy ơi, chú Thanh Duy hát cho các con đi, thuyết phục các con đi nào. Thay cho lời mời gọi nha con. Thay cho lời mời gọi nha. Ôi trời, anh. Người con gái năm ấy
thường hay ra hái hoa bên bờ suối, rồi nâng niu tha hoa trên dòng nước, đứng trông theo mà buồn. Được chưa? À được rồi, được rồi. Cũng đủ ép phê rồi đó. À, các chú bé chú rất không là nhận là mình hát bolero hay, nhưng chú có một cái kho bài bolero rất là nhiều và phù hợp với giọng ca của từng đứa. Chú Thanh Duy có rất nhiều kho bài bolero, nhưng cô Diệu Nhi biết còn có một cái kho mà nó rất là nhiều bài bolero nữa, đó là trên mạng đó con. Cô tìm trên mạng là có rất là nhiều luôn. Anh Trung ơi, nói về thể loại bolero thì anh Trung cũng hát rất hay phải không ạ? Nói gì đi anh, thể hiện đi anh. Khi hồi nãy hai con hát, cái giọng hát nó chạm đến trái tim của chú và chú khóc. Hát hay thì có thể là do trời sinh ra giọng hát, là thường là bẩm sinh là nhiều. Nhưng mà hát để chạm đến trái tim đó là tình cảm. Và tụi con đã truyền tải được cái nội dung bài hát đó và tình cảm, từng lời hát chạm trái tim của chú. Ngày hôm nay chú ngồi được ở đây, một phần cũng là do chú đã từng thi tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng và được giải Á quân. Và chương trình đó là toàn là những ca khúc về bolero và dân ca không. Chú là rất thích cái giọng hát của hai con. Chú nghĩ là chú sẽ đủ khả năng để làm hết tất cả những gì mà phô giọng hát của hai con ra nhiều hơn nữa. Đó cũng chính là lý do em gạt cần. Dạ. Em có một cái linh cảm. Hòa cũng đang chọn một thí sinh có thể hát được những dòng nhạc của mang âm hưởng dân ca. Thật sự cái độ mượt mà nó vẫn chưa hoàn hảo, nhưng mà cảm nhận được bên trong đó có cái gì đó, nó uẩn khúc ở trong đó đó. Em quay qua em hỏi Hòa, em có thắc mắc là lý do tại sao mà hai bé lại chọn cái điều mộc mạc, mặc một bộ đồ rất mộc mạc, thậm chí là không make up, không có cái gì gọi là sự lộng lẫy của một người trình diễn. Và anh tin chắc là phía sau đó có một câu chuyện gì đó. Và em hỏi mấy Hòa rằng là có thể cho bé một cơ hội, nếu như có một cái điều gì đó nó không hay đối với hai bé thì mình sẽ cố gắng tạo cơ hội cho hai bé, để hai bé có nhiều cái khả năng để mình khai thác được nhiều hơn, để cho hai bé thỏa sức được nhiều hơn. Một tràng hối tay cho Huỳnh Lập được không ạ? Và chính cái sân khấu này cũng sẽ là một cái cơ hội rất là lớn dành cho tất cả các bạn nhỏ có đam mê âm nhạc. Con có thể chia sẻ với các cô chú ở đây về hoàn cảnh của mình. Lúc con 10 tuổi thì con học từ năm lớp 2, nhưng mà con bây giờ là con lớp 6, nhưng mà con không có còn đi học nữa. Con không có như người khác nên ba mẹ con bỏ nhau và con không còn điều kiện. Mẹ con dẫn con vô đây. Mẹ con dẫn con vô đây để đi bán, đi hát, bán kẹo kéo. Nên là con vừa bán kẹo kéo vừa tiếm chương trình thi. Con cũng không có điều kiện để đi học. Em và anh Lập lần đầu tiên được ngồi cạnh nhau trong một chương trình. Không hiểu vì sao thì hai anh em có những cái linh cảm rất là giống nhau. Nhau. Khi mà nhìn hai con, thật sự em không còn là cảm nhận về âm nhạc, hay là không nghe là bài này con hát có hay hay không, hay là phô hay là tranh gì cả. Em chỉ cảm nhận một điều là một bé đang không còn được đi học, không còn được gặp các bạn bè ở trong trường nữa, muốn thể hiện khả năng của mình, và chắc chắn là con còn muốn tỏa sáng để có thể giúp đỡ mẹ con, đúng không? Thật sự trong cái cuộc sống này có quá là nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn. Nếu mà con có về đội của em sẽ hỗ trợ hết mình để con có thể đi học lại. Khi mà con đã có mặt ở đây rồi, và cái điều mà chú thấy tuyệt vời nhất á là bạn Thảo ở bên này cảm thấy gia đình của bạn Hương quá vất vả, cho nên là đã giúp đỡ Hương cũng rất là nhiều. Và ngày hôm nay con có một người bạn song ca với con rồi. Con hãy tự tin lên nhé. Em nghe hai giọng của hai con á, thì con hát á, nó rõ ràng và nó tự tin hơn bạn rất nhiều. Và cô cảm nhận được trong giọng hát đó, nó có khả năng. Nói về bolero thì em không phải là sở trường, nhưng em cũng được tham gia và trải nghiệm về bolero rồi. Và nếu con thích bolero,
em có thể giúp đỡ con. Em không hát được bolero, em sẽ nhờ các cô chú anh chị ca sĩ bolero mà em quen. Em mong muốn được chia sẻ hoàn cảnh của con và chia sẻ cái giọng hát và cái khả năng của em với con, nhờ cái giọng hát của mình để phát triển được cái cuộc đời của mình. Nhờ vậy thôi. Dạ. Một tràng hô tay cho đội đỏ. Chú tin một điều là sắp tới đây con sẽ bớt đi những cái giọt nước mắt này và thay vào đó những nụ cười thật là tươi nhé. Sau khi nghe chia sẻ của con thì cô lại càng tôn trọng quyết định của con hơn. Các đội ở đây ai cũng sẽ mang đến cho con cái điều tốt nhất. Và bây giờ nếu con có chọn ai thì các đội còn lại chắc chắn cũng sẽ ủng hộ con. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đưa ra quyết định của các con nha. Xin mời tụi con. Dạ, tụi con quyết định sẽ chọn đội của... Chú Hình Lập. Và cô Hòa Minzy. Chúc mừng tụi con. Mời tụi con về với đội 1. Mùa du lan đến con lại nhớ thương.
thầy cô và quý vị khán giả đang có mặt ở đây. Con tên là Nguyễn Thị Hương, năm nay con 13 tuổi, con đến từ Quảng Ninh. Và sau đây con xin trình bày bài hát Hình bóng quê nhà, mong mọi người ủng hộ con nha. Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương.
con đi phút giây bàng hoàng. Mẹ ngồi du con đông đưa vọng buồn, đông đưa phận mình. Mẹ ngồi du con nghe đất gọi thăm trọn nở lưu vong. Mẹ ngồi chấm nước như tân tượng buồn để lại quê hương. Tuổi còn bơ vơ bé rơi ẩn tù chiến tranh ngục tù. Vợ con ơi,
rồi ngài cũng trở về đây. Một kia xanh cỏ, một kia xanh cỏ, lâm thân mẹ rồi, lâm thân mẹ rồi. Bây giờ gì đâu, mấy đứa con nít mới bay lớn mà hát. Anh ơi, ủng hộ tụi em vài cây kẹo kéo được không anh? Không, không, chị không mua. Chị ơi, ủng hộ tụi em vài cây đi chị. Thôi, chị sao mua tụi con đâu. Nhỏ mà hát nhạc người lớn không vậy? Hát nhạc này chúng có thích. Em có biết hát nhạc dân ca không? Dạ biết. Em bán kẹo kéo á, mà em dạ. Hát nhạc dân ca thì nó tình cảm hơn đúng không? Dạ. Bây giờ em hát nhạc dân ca đi. Nếu mà hát hay á thì chị sẽ mua kẹo cho em, được không nè? Dạ, dạ để rồi. Em ra chuẩn bị nha chị. Vô đi. Vô. Và theo lời yêu cầu, cô xin gửi cô chú chị một bài hát dân ca được mang tên Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Bây giờ có
bao nhiêu biến đổi, tóc mẹ đã ai màu thì dài nắng dầm sương, rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Quang cha thương nha con. Quang, cậu ơi, cậu giúp tôi nha cậu. Chị hai ơi, chị Ngô xuống mặt coi này chị hai. Đừng bỏ con, đừng bỏ con, đừng bỏ con.